Max Hair cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Ông Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản với sự đồng hành của nhãn hàng Max Hair. Viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc và tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua. Max Hair cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta hãy gặp gỡ ngay và liền cặp đôi đầu tiên. À, điểm yếu của em thì em ít thể dục thể thao thôi. À. Em thì trong cái ăn mặc thì em cũng không có cầu kỳ lắm. Và cái lớn nhất của em đó là em sợ cô đơn anh ạ. Em có hai mối tình, một mối tình đơn phương hồi học cấp 3 và một đôi mối tình chính thức cách đây hơn một năm, tức là quen nhau được bao lâu? Là quen nhau được 2 năm ạ. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Chào trai. Dạ, chào anh. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em kính chào chị Hồng Vân, kính chào anh Quyền Linh. Chào kính em. Chào anh bên kia, em kính chào quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thanh Hoa, năm nay em 27 tuổi. Quê của em ở Huế, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì? Dạ, em làm nhân viên văn phòng ạ. Làm ở quận mấy Hoa? Dạ, em làm ở quận 1 ạ. Rồi, mời em trai. Dạ. Em xin kính chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào đằng ấy nha. Dạ vâng, chào anh. Em đây là Nguyễn Văn Thắng, 29 tuổi. Hiện đang là chuyên viên phụ trách điện điều khiển của công ty cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam. Đang làm ở quận mấy? Dạ, hiện tại là em đang làm ở dưới Nhân Trạch, Đồng Nai. À. Nhưng mà ở trên Sài Gòn thì công ty có xe sáng đưa đi tối về. Rồi, vậy là tốt rồi. Dạ. Bây giờ em có còn nói được tiếng Huế không? Dạ, có. Em nói tiếng Huế đi. Bạn ơi, bạn có thích con gái Huế không bạn? Ồ, mình cũng thích lắm chứ. Đó, mình nói tiếng Huế. Tại vì á, em biết không, cái tiếng Huế dễ thương lắm. Dạ. Cất cái giọng Huế lên là cảm tình liền, thương liền vậy đó. Dạ. Mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em đó là hồi đi học là em học giỏi các môn tự nhiên. Em từng tốt nghiệp sư phạm lý, loại giỏi. Em tích cực trong công việc, siêng năng, chăm chỉ. Em biết nấu ăn. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là người rất là khô khan, ít lặng mà. Vậy đó hả? Tại em học khoa tự nhiên. Ồ. Rồi em trai. Điểm mạnh của em là em thích ca hát ạ. À. Hát mọi lúc mọi nơi. Ừ. Em hay nghe những cái bài nhạc trẻ mới và hát theo. Ừ. Bây hát giờ liền, hát liền luôn. Một cái bài nào đó mà hay nhất ơi, thử coi. Nó sung lên nào. Vâng, vâng. Ừ. Em sẽ lòng nóng trường quay bằng một bài em ưa thích. Ừ. Bài hát mang tên Em Gì Ơi. À. Em gì ơi, em gì ơi. Đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế. Bao nhiêu niềm đau chôn giấu, mong ngày sẽ trôi máu. Đời phong ba, độc thân bước chân sơn hà. Giờ tung bay khúc nhạc mê say, nỗi lòng tha hương vướng đường tương lai. Ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này 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 là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta Nụ cười nở muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao. Trời cao núi xanh mây ngàn sao. Oh yeah yeah. Oh yeah. Em xin à. Xin cảm ơn. Được, vui. Bên đây tôi đáp lại liền nè, bên đây đáp lại liền. Lại đi. Dạ vâng, em xin hát một đoạn trong ca khúc là Tình Huế. Tình Huế. Rồi. Lòng đã hẹn thề, sao chưa về thăm Huế người ơi. Áo tím ngày xưa, tím vẫn thơ, tím cả mong chờ. Một dòng sông ương vẫn còn thương, vẫn nhớ câu hò. Ai chờ ai một bóng con đò, chiều phải rưng rưng bờ vai. Ô, ba nữ thì ơi, giọng em ngọt quá. Cảm ơn anh. Hai đứa về hát karaoke hợp rồi đó. Dạ. Bây giờ em trai, em có điểm yếu gì không? À, điểm yếu của em thì em ít thể dục thể thao thôi. À. Vâng. Em thì trong cái ăn mặc thì em cũng không có cầu kỳ lắm. Ừ. Và cái lớn nhất của em đó là em sợ cô đơn anh ạ.
sợ cô đơn. Dạ. Vậy chứ mấy mối tình rồi? Dạ em về chính thức thì em chưa có anh ơi. Có mối tình đơn phương nào không? Dạ đơn phương thì nhiều chứ anh. Nhiều luôn. Vâng, tức là lúc đầu em có tìm hiểu á thì là em thích, nhưng mà sau đó khi mà đi chơi rồi làm quen tìm hiểu á thì em thấy là không hợp cho nên là thôi ạ. À vâng. Rồi, rồi đàn gái. Để bên đây người ta nói về tình trường nè. Em dạ. Nói thử nghe coi. Em có hai mối tình, một mối tình đơn phương hồi học cấp 3 và một đôi mối tình chính thức cách đây hơn một năm. Tức là quen nhau được bao lâu? Dạ quen nhau được 2 năm ạ. Ồ vậy hả, lý do chia tay vậy? Dạ lý do chia tay đó là người ấy yêu nhưng mà không xác định chuyện tiến tới hôn nhân. Người ấy ưu tiên cho sự nghiệp, cho công việc. Nên em quyết định là dừng lại. Em muốn tìm một người là yêu lâu dài. Bạn trai nghe không? Dạ em có nghe ạ. Yêu người có xu hướng lập gia đình đó. Em có xu hướng lập gia đình không? Dạ quá có chứ anh. Quá có hả? Vâng. Khoảng bao lâu thì lập gia đình được? Dạ em hy vọng là trong vòng nửa năm ạ. Nửa năm? Vâng. Bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Người yêu lý tưởng của em đó là thứ nhất là phải nhỏ hơn của em. Rồi, ghi 27. Có, bên em 27, bên em 29. Quá đẹp anh ạ. Quá đẹp hả? Vâng. Gì nữa? Và bạn gái của em á không được thấp lắm, cao được 1m55 trở lên. Mình cao nhiêu cưng? Dạ em cao 1m55 thôi. 1m55 đó, đúng nhầm luôn. À còn một cái thứ ba ấy là bạn ấy đang làm việc và ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Vũng Tàu. Quận 1 luôn. Quá chuẩn. Quá chuẩn rồi. Chào em. Dạ chào chị ạ. Ừ. Rồi bây giờ á là cái mẫu hình của em về nhan sắc á thì là em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình của em về nhan sắc ấy hồi bé thì là em thích Lưu Thực Phi. Lưu Thực Phi. Vâng. Tại vì mang cái vẻ đẹp thần tiên tỷ tỷ á chị. Thần tiên tỷ tỷ thuần khiết đúng không? Vâng. Rồi bây giờ thì sao? Bây giờ thì với em thì dù sao cũng được. Bởi vì em thì thấy ngoại hình của em cũng bình thường. Vì vậy bạn gái của em cũng cần không cần phải đẹp lắm. Mà ví dụ đẹp thì em tính sao? Ồ, nếu thế thì quá tốt đi sao chị? Quá đúng không? Nhưng mà khổ nỗi là em sẽ phải cố gắng giữ bạn bằng mọi giá luôn. Đúng rồi. Bạn sẽ có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Bạn bên đây là ngộ lắm, không biết sao đẹp gì mà không có vệ tinh, nó quên chưa hỏi. Em, dạ. Tại sao vậy? Tại sao mà em đẹp như thế này mà em lại không có cái mối tình nào mà nó gọi là đúng ý của mình vậy? Em cũng từng lên các app hẹn hò để mà kết bạn, thì cũng nói chuyện, lúc đầu thì thấy cũng hợp, sau đó tự nhiên người ta đề nghị là đi khách sạn. Em thấy kỳ quá, sao em sợ, em không dám đi. Không dám đi luôn, dạ, và vâng. Quyết định là mình đến với bạn mối hẹn hò luôn. Đúng rồi, em tin tưởng chương trình, mong chương trình tìm cho em một nửa yêu thương. Rồi cái nửa yêu thương của em muốn sao? Dạ, về ngoại hình thì cân đối, gương mặt là dễ nhìn. Cân đối dễ nhìn có luôn. Dạ, về tính cách là hoạt bát nhanh nhẹn. Quá hoạt bát, nãy giờ là thiếu hoạt bát quá rồi. Vâng, có thể còn hoạt bát hơn nữa. Ừ, rồi, sao nữa? Sao nữa? Bây giờ ngoài ra thì gọn gàng, sạch sẽ. Có không nè, cái này có gọn gàng, sạch sẽ hay không? Cái này em đảm bảo. Đảm bảo luôn đúng không? Rất sạch sẽ. Okay. Ở nhà lau nhà, quét nhà thường xuyên. Qua coi đàn gái, coi mắt cái đã. Xin lỗi, hôm nay tôi hơi bị chảnh đó nghe. Trời ơi. Dạ, cảm ơn. Chào anh. Chịu á, đàn trai nhìn thấy đàn gái chịu rồi đó. Ông nhìn thì ông thấy có giống thần tiên tỷ tỷ không? Giống á. Đó, cái nét đẹp này là nét của thần tiên tỷ tỷ. Đây cũng giống rồi nha. Nói chung là cũng gương mặt mái tóc cũng thần tiên lắm á. Em không thích điều gì đàn ông? Dạ em không thích người đàn ông nóng tính, vụ phu, gia trưởng, bạo thủ, keo kiệt. Đúng rồi, ai mà thích cái mẫu người đàn ông đó trời. Vũ phu được keo kiệt nữa, có vũ phu không? Không anh, em rất là hiền. Đặc biệt là em rất là tôn trọng bạn gái. Nếu bạn gái lỡ đánh em gái thì sao? Thì mình cười thôi. Hay vậy ta. Bởi vì sao, bạn gái đánh được có mạnh đâu. Đủ đánh mạnh luôn rồi sao? Cũng không sao hết. Rồi nhớ nha. Em nhớ mà. Ừ. Rồi vậy được ha. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao nha. Dạ vâng. Gái đi với ai? Dạ em đi với các anh chị đồng nghiệp trong công ty và một số bạn bè. Đại diện nhà gái đi. Tôi là chú và cũng là đồng nghiệp của cháu Hoa. Cháu Hoa ở cơ quan tôi ấy. Thực ra là cháu cũng thiệt thòi là vì chúng cơ quan tôi là toàn những người lớn tuổi. Cho nên cái sự giao tiếp và sự giáo dục cũng không có. Mà cháu Hoa thì cháu làm việc rất siêng năng. Mà tính tình ở cơ quan thì ai quý. Chú nói với cháu là bây giờ nếu như cháu cảm thấy hai đứa bấm chuông với nhau, mà chú cảm thấy là cháu là những người mà có tính chất là thông minh và công việc cũng là chu toàn rồi. Dạ, cháu với chú. Chú mong muốn cháu là nên bấm chuông với nhau. Chú chúc hai cháu là hạnh phúc.
Dạ, rồi, cảm ơn chú. Trai đi với ai? Dạ, nay em đến cùng với mợ em ạ. Rồi, xin chào nhà trai. Em xin chào khán giả trong trường quay, xin chào anh Quyền Linh và chị Vân. Mợ trẻ dữ vậy mợ? Tại vì bố mẹ ở Vũng Tàu nên hơi xa, nên hôm nay á, em là mợ của Thắng. Thì hai vợ cháu ở gần nhà nhau nên em đi cùng với Thắng. Thì Thắng thì nói chung là hiền lắm, nó cũng không biết nói chuyện, không biết tán gái mấy đâu, nên chị mợ thấy là bé này là rất là dễ thương á Thắng, nó phù hợp với lại bên mình cháu trúng số đúng không ạ? Nên mợ nghĩ là hai đứa nên cho nhau một cơ hội để trước chắc là mình làm bạn, sau đó nếu mà hợp thì mình sẽ tính tới chuyện lâu dài hơn. Vâng, tôi đã hiểu, cảm ơn mợ. Mợ nói nó khờ, đâu có khờ đâu, lanh lắm á, tự tin nữa. Rồi, cảm ơn mợ. Rồi, vậy là mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Nào, mở rào. Việc là của mình đó. Cố lên nào. Đó, nhìn kìa, đó. Tấn công. Anh chào em. Dạ, chào anh. Trời, người đâu dễ thương vậy em. Cảm ơn anh. Còn em thì hơi ngại. Hơi ngát luôn được không? Yeah. Rối rồi, bạn nam rối là rối chắc luôn rồi. Anh tặng em cái đèn ngủ này. Dạ. Nó thay cho những lời chúc ngủ ngon của anh. Dạ. Dành cho em. Dạ. Vào mỗi đêm. Cảm ơn anh. Chúc em ngủ ngon. Dạ. Em ngủ ngon nha. Vâng. Em còn có một món quà để tặng anh. Bây giờ mình tặng gì nè? Em có quyển sách tặng với anh. Cuốn sách này có tựa đề là Vì sao đàn ông thích phụ nữ trẻ, phụ nữ thích đàn ông giàu. Anh có từng suy nghĩ về câu trả lời này chưa? À chưa, vì chưa ai hỏi anh cái này. À dạ vâng, anh thử đọc và nghiên cứu. Có gì hay thì chúng mình chia sẻ với nhau. Cảm ơn em. Dạ vâng. Anh sẽ đọc liền. Dạ, em lên đây cũng hồi hộp, em cũng có một số câu hỏi đố vui để anh và quý vị khán giả ở đây cùng thư giãn. Câu hỏi đố vui thôi ạ. Mời em. Dạ vâng. Dân gian có câu nước đổ đầu vịt, dùng cho những người không biết nghe lời dạy bảo của cha mẹ, thầy cô. Câu này có liên hệ gì với hiện tượng vật lý không? Đó là hiện tượng nào? Các bạn có thể trợ giúp cho anh. Được, không sao, yên tâm. Theo như anh biết ấy, là lông vịt ấy, nó có một cái cấu tạo đặc biệt. Thì cũng nhờ vì vậy cho nên là cái nước nó không có bám lâu trên đó được. Cái này là liên quan một bài ở vật lý lớp 10, đó là các hiện tượng của bề mặt chất lỏng. Và đó là hiện tượng không dính ướt. Rồi câu hỏi thứ hai nha, cầu vồng xuất hiện khi nào? Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa em. Đúng rồi, sau cơn mưa vào mùa hè. Rồi câu thứ ba, ai đã tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn? Định luật vạn vật hấp dẫn là do Newton tìm ra. Chính xác, Isaac Newton. Câu thứ tư, tại sao quả táo không bay lên trời mà là vì rớt xuống đất? À, thực ra cái gì cũng rớt xuống đất thôi. Vì sao ạ? Thả anh em rớt xuống đất vậy. Bởi vì mọi vật đều có trọng lực. Với lại là lực hút của trái đất. Đúng rồi. Và câu hỏi cuối cùng đó là 1kg bông và 1kg sắt thì cái bên nào nặng hơn? Câu này nghe quen lắm. Dạ, câu này đố vui mà. Hai cái nặng bằng nhau em. Dạ, ok, đúng chính xác. Cảm ơn anh nha. Thế vậy anh đã qua vòng sơ tuyển của em chưa? Dạ, chưa biết ạ. À ừ, cho anh câu trả lời nhanh nha. Dạ. Bạn nam là cũng học đại học Bách Khoa đó là thì, ta, thì bên đây ta học sư phạm vật lý rồi. Hai người chết qua chết lại đó. Lúc trước anh cũng thi khối A luôn. Đúng rồi em. Dạ. Trời ơi, này hai đứa này lấy nhau xong đẻ ra con giỏi ghê sầu luôn. Đứng nhất lớp rồi, gần như là lớp trưởng khoa. Mình đang đi vượt qua vòng 1. Bây giờ mình trở về ghế mình trò chuyện với nhau nào. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi. Hiện tại thì em đang ở với ai? Dạ em ở một mình ạ. Em ở trò ở Bình Thành ạ. Thế ở một mình có buồn không em? Dạ có chứ ạ. Cô đơn lắm anh ạ. Trời ơi, những lúc cô đơn đó, bây giờ có anh rồi, anh cũng rất sợ cô đơn. Dạ. Anh thích phụ nữ truyền thống hay hiện đại ạ? Anh thì phụ nữ nào cũng được hết. Biết sao chịu đồng ý anh là được. Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Dạ, trước hết đó là sự yêu quý, thấu hiểu, bao dung, vì tha, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với nhau. Dạ, đó là quan điểm tình yêu của em. Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Tình yêu sét đánh ha? Không, em không tin. Tức là theo em là tình yêu cần phải có thời gian. Đúng rồi, cần thời gian tìm hiểu nhau. Nó cũng giống như cái cây vậy, nó cần phải được chăm bẵm để nó sinh sôi, nảy nở, phát triển. Yeah, và ra hoa, kết quả, đó mới là quả ngọt. Chính xác, lúc đó thì mình sẽ chấp nhận những thói hư tật xấu của nhau. Đưa sách đen cầm cho. Bước tới cô gái, nãy giờ mình cảm nhận gì, trái tim có rung động chưa? Mình nói cho cô gái biết và mình mong muốn điều gì, em cảm nhận điều gì từ nãy giờ mình nói chuyện. Cứ nghĩ sao nói vậy,
hai nắm hai tay để cảm nhận cái cảm xúc của nhau. Sao anh run vậy? Em rất là xinh đẹp. Yeah. Em nói chuyện rất là có duyên. Em rất là đa năng. Cảm ơn anh. Nhà, thì em nghĩ lên đây là cũng là một cái duyên. Nên chúng ta cùng trân trọng cái khoảnh khắc này và cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Yeah. Hát một bài tặng cô ấy tiếp. Anh ơi, để em suy nghĩ bài được mà. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát. Anh sẽ hai bài sóng tình. Này người yêu dấu ơi, em là nghe gì trong tiếng sóng? Biển xanh với nắng vàng, em đẹp như ngàn năm cô tinh. Biển dịu êm vần mái tóc của em, hãy nói những ước muốn của đời mình. Dù chỉ với ánh mắt và nụ cười, cầm bàn tay rồi chợt thấy yêu hơn. Hạnh phúc sẽ mãi mãi từ nụ cười, hạnh phúc sẽ lấp lánh từ cuộc đời của em. Nhau rồi đi các bạn. Đây là cặp đôi mà rất là thú vị. Anh nghĩ rằng là hai đứa có rất nhiều thứ để hợp nhau. Và chúng ta hãy để tay vào nút bấm. À, anh ơi, cho em xin phép được đếm thay anh được không ạ? Được luôn. Vâng. Em có quyền quyết định tất cả mọi thứ. Nếu mà ấn nhớ ấn mạnh nha em. Ta bấm luôn rồi đó. Nào, 3, 2, 1. Được đấy. Đấy, bắt tay luôn. Sao nhỉ? Sóng đã đưa em đến với anh. Nhưng đây không phải là sóng của Xuân Diệu, mà là sóng của HTV. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, anh cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau? Rồi, thôi bây giờ một cái thủ tục đầu tiên là mình phải làm ngay và liền thôi. Chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thôi nào. Em ơi. Em có thể cho anh giật chốt an toàn trong trái tim em được không? Em có thể cho anh giật chốt an toàn trong trái tim em được không? Câu này hay quá. Giật chốt an toàn. Trời ơi, câu mới nghĩ ra đó. Mới nghĩ ra ngay tức thì luôn. Mới nghĩ tức thời luôn hả? Đúng rồi, tất cả chân tình mà. Chân tình hay quá nhờ. Giật chốt an toàn. Vâng. Đây là những món quà của chương trình gửi tặng. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màn lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hy vọng chúng ta sẽ chăm sóc mối tình này cho nó đẹp và nó thăng hoa hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Chào hai đứa nha. Dạ. Cảm ơn anh. Từ đây cảm ơn chị Hồng Vân ạ. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Bây giờ Quỳ Linh và Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Thì em thích nấu ăn và đặc biệt chỉ cần có người chịu ăn tới đâu thì em sẽ nấu tới đó. Em biết làm một số bánh và mứt Kim Giang ạ. Ví dụ như là cái mứt gì? Ví dụ như là mứt mãng cầu, mứt tình dục, mứt dừa, mứt chuối. Dạ, và ngày Tết thì em hay làm. Em có hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì hồi ở phần của mình nhỏ thôi. Rồi là con nhỏ bỏ qua đi. Anh có phải là người nóng tính không ạ? Cái nào quá thì mình nóng. Nhưng mà anh nóng quá thì một là tức không nói nữa, đi chỗ khác. Dạ, đấy là vậy. Hôm qua chứ còn ba vụ hành động đánh người hay đập đồ là không có. Vậy hồi xưa cái mối tình của anh đó lúc hai người mà cãi nhau cho bước tan hỏi. Hỏi quá trời hỏi à. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời đi em. Dạ. Xin mời nhà gái. Rồi, mời anh trai giới thiệu về mình cho bên đàn gái nghe luôn nha. Lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh. Em xin giới thiệu em là Nguyễn Danh Tuyến.
sinh năm 1978, quê quán thì ở Lâm Đồng. Còn công việc thì em sửa xe máy. Là ở tại thành phố Đà Lạt hay ở đâu? Di Linh thì dưới Đà Lạt trăm cây. Là qua Bảo Lộc là tới đúng không? Rồi, qua Bảo Lộc là tới. Rồi. Còn mình thì sao nè? À, dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. Cùng với bạn Tiến bên kia. Em tên là Hà Diễm Thúy. Em năm nay 38 tuổi. Em quê quán ở Cầu Kè, Trà Vinh. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở quận 2. Ở quận 2 ạ? Dạ. Em cái nghề nghiệp của em là làm gì nè? Dạ, để nói về công việc của em thì em xin hát một bài hát để cho bạn Nam đón được công việc của em. À, đoán nghề nghiệp đúng không? Ok. Nghe cho kỹ nha Thúy. Dạ. Dạ, em xin hát bài Một Con Vịt. Một con vịt xè ra hai cái cánh, nó kêu gằn cắp 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 cặp cặp cặp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bớt, lúc lên bờ bảy cái cánh cho khô. Dạ hết. Ủa, cứ cha rồi đoán nghề nghiệp luôn á hả? Chị dạ. Đoán cũng ra luôn á. Chắc cô Nam đoán ra không? Theo em đoán là cô bên đó chắc làm giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non đó đúng không? Dạ, nó cũng gần giống như vậy à. Nhưng mà em là cô trông trẻ. Em trai đó đoán đúng rồi đó. Gần giống á, giống như là baby sit á đúng không? À dạ, dạ. Em gái cho biết ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì em thích nấu ăn. Và đặc biệt chỉ cần có người chịu ăn tới đâu thì em sẽ nấu tới đó. Dạ. Em biết làm một số bánh và mứt dân gian à. Ví dụ như là những cái mứt gì? Ví dụ như là mứt mãng cầu, mứt chùm ruột, mứt dừa, mứt chuối. Dạ, và ngày Tết thì em hay làm. Rồi em có cái điểm yếu nào không? Dạ, điểm yếu của em là em hay nóng tính, nhưng là mau nguội, mau quên. Có khi nào đánh đòn em bé không? Dạ không, khi em chăm bé mà bé làm em không có vui, em phải hát để giải tỏa cái tâm trạng của em. Dạ, để mình thống chế cảm xúc của mình lại. Còn em trai, điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu toàn gái biết đi. Điểm yếu của em thì hay nhút nhát. Điểm mạnh là gì? Thì là sống có trách nhiệm, không có tứ đổ tường. Sống có trách nhiệm là một trong điểm mạnh nhất của đàn ông đó nha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình. Mối tình thứ nhất ấy thì hồi ấy còn cũng còn nhỏ thôi. Rồi, còn nhỏ bỏ qua đi. Mối tình mới đây nè. Cách đây phải 5-6 năm rồi. Quen được 6 tháng thì gia đình cô đó chuyển nhà đi nơi khác. Chỉ là 5-6 năm nay em chưa có mối tình nào hết? Dạ, 5-6 năm nay chỉ có mối tình người này say nắng gió thôi. Say nắng trúng gió. Dạ, chứ còn mối tình chính thức thì chưa có. Trời ơi, dễ thương quá nhờ. Vậy đó, rồi còn mình sao nè? Có hai mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên là em chia cây tay cách đây 10 năm là chồng cũ của em. À là dạ. Em đã có một đời chồng rồi. Dạ đúng rồi. Là 10 năm rồi. Dạ. Em đã có đứa con nào chưa? Dạ chưa chị. À rồi mối tình thứ hai? Dạ mối tình thứ hai thì em quen cũng được gần 3 năm. Khi hai người bắt đầu có ý định tìm hiểu thì anh ấy phải đi công tác ở Hà Nội tới 4 năm. Là sao mà cách lòng luôn? Dạ đúng rồi tụi em. Là nay là mấy năm rồi cưng? Dạ cũng hơn 1 năm đó chị. Rồi bây giờ em mong muốn là cái người bạn trai của mình như thế nào? Em không ưu tiên về ngoại hình, em sẽ ưu tiên về tính cách nhiều hơn. Em mong muốn như thế nào nè? Chị qua chị nói chuyện với bên đàn trai xíu nè. Dạ là có sự đồng cảm, có lòng thương người. Chào em. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Bây giờ bạn nữ đang mong muốn cái người bạn trai của mình là phải có cái sự thương người, có đồng cảm. Em nghĩ là em có những cái tư chất đó không? Có chị. Rồi, ok, tiếp luôn. Dạ là bạn nam không nhuộm tóc, không để móng tay dài, không hút thuốc ạ. À. Rồi chị trả lời luôn, không nhuộm tóc, không để móng tay dài, em có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc. Không luôn. Dạ bụng không phệ. Bụng không phệ. Dạ. Yên tâm ốm hơn anh Quyền Linh nhiều. Dạ. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Nhiều được rồi. Nhiều được rồi dạ, đúng không? Dạ. Em mong muốn cái người bạn đời bên đây thì như thế nào? Cô ấy cao thì từ 1.5 trở lên. Rồi yên tâm 1.5 luôn. Họ là người phụ nữ của gia đình. Em có bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu của bên nhà trai? Thang điểm mà tuyệt đối với em là em chấm cho bản thân là 8. Em nghĩ em được 6 ạ. Được 6, dạ. 60%. Dạ. Dạ em chào dạ, anh Nguyễn Linh gái. Dạ. Cái mối tình thứ hai làm sao, tại sao lại chia tay vậy? Bắt đầu có ý định tìm hiểu thì anh ấy phải đi công tác ở Hà Nội 4 năm. Rồi em không có bắt đầu cho nên cũng không có kết thúc. Xa mặt cách lòng đó hả? Dạ. Vậy là bạn trai sắp tới đây là phải gần, phải chăm sóc chứ đừng để sao mặt cách lòng như vậy nữa. Bạn này là công tác ở đâu? Bạn này đang ở Lâm Đồng. Lâm Đồng á, Di Linh á. Mà bạn này ở Thành phố Hồ Chí Minh nè. Cái khó là đó. Đó. Một chút hai người sẽ bàn với nhau nha. Dạ. Thí dụ như bây giờ em cần một tháng như thế, bạn trai đến với em bao nhiêu ngày, chăm sóc em như thế nào, em có yêu cầu gì không? Dạ một tháng thì em được 2 ngày phép, thì có thể tụi em sẽ uyển chuyển chia ra một tháng bạn đó lên đây thăm, xuống đây thăm em, thì một tháng sau em sẽ lên trên đó thăm bạn đó. Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Keo kiệt. Keo kiệt. Dạ. Có keo kiệt không? Không, keo kiệt thì em không. Cho anh xin 20 ngàn.
Khó lắm. Khó, thấy chưa? Thấy phóng khoáng chưa? Đây là 50 đi. Thấy chưa? Trời ơi! Trên 20 cho 50. Trời ơi! Chứng minh cho anh thấy liền. Cảm ơn. Chúc Bình dẫn Bân đi uống cà phê nha. Nở lòng nào mà lấy của người ta vậy trời. Vậy chứ, xin là phải lấy. Để cái tiền đó cho người ta, dắt bạn này đi uống cà phê đấy. Bạn ấy còn, cho 50, bạn ấy còn tới 100 mấy. Mà chị hỏi nè, dạ. Em có thích con nít không? Dạ, em cực kỳ yêu con nít và rất thích con nít chị. Dạ, cho nên em mới lựa chọn cái công việc đó, nó phù hợp với cái sở thích của em. À, bây giờ là nếu mà hai người mà đến với nhau là phải làm hôn thú liền, kết hôn liền, thằng mà có con liền đúng không? Dạ. Vậy là tốt rồi. Vậy hôm nay đi với ai? Lẽ ra là có người thân em đi, nhưng mà hôm qua là mẹ chồng của chị hai em bị té, bị tai biến. Lẽ là má em đi, nhưng chị hai phải đi chăm mẹ chồng, thì má em phải trông các cháu thôi nhà. À, phải rồi, đi một rồi. Mình. Coi như chị đại diện nhà gái cho dạ, em được em rồi. Cũng... Em trai đi với ai? Hôm nay em đi với chị gái, với em trai, với cháu. Chị ruột á hả? Dạ, chị ruột. À, rồi. Mời chị ruột nào. Xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳ Linh, chào em gái. Trước là em cũng có gia đình rồi. À, dạ chị. Thì em có gia đình được bao lâu rồi? Dạ, em kết hôn khoảng 4 tháng thì em chia tay ạ. Chưa có con gái gì hết à? Do là sao mà em nghĩ là chia tay sớm như vậy? Tại vì chồng cũ của em là không có chia sẻ cái gánh nặng tài chính với gia đình của em. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều là do em lo hết. Và dẫn đến nhiều cái quan điểm nó không có thống nhất với nhau á chị. Dạ. Thì thôi, nói chung là cùng cảnh phụ nữ nhau thì chị cũng thông cảm, không sao cả. Gia đình chị không yêu cầu là giàu nghèo hay là như thế nào, chỉ cần ý là ngoan hiền, rồi là có trách nhiệm trong gia đình, lo cho gia đình, có hiếu thảo thuận với cha mẹ là được. Dạ. Yeah. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Hai bạn tự bàn với nhau rồi. Đi. Cái nghề của bạn cũng dễ di chuyển mà. Mở rào. Đó, quay qua nè, quay qua nè. Dạ. Đứng đây. Đến với chương trình này thì có tặng quà đi. Quỳ Linh. Hả? À, có quà của anh nữa hả? Rồi, cảm ơn em nha. Dạ, anh tặng chị Hồng Vân. Ôi trời. Chị cảm ơn trời em. Ơi. Em dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà để tặng anh, đây là món mứt mãng cầu tự tay em làm lấy. À. Dạ. Tự tay làm. Cái bình dạ. Đó em cũng tự làm luôn. Dạ đúng rồi chị. Hay quá, em mở quà này ra coi là cái gì nè. Dạ em xin phép mở quà. Wow. Dạ là mứt dâu. Bên gửi gọi là mứt mãng cầu. Bên gửi là dâu. Mứt dâu luôn. Mứt dâu trời ngon, nó ngọt lên đấy. Nghe là đầu tiên nhìn thấy anh em cảm nhận sao? Mà ấn tượng đầu tiên là anh là người hiền. Anh có để móng tay dài không ạ? Thầy. À dạ, rồi dạ không. Quan điểm tình yêu của em thì sao? Chỉ cần hai người chung thủy, có sự đồng cảm. Rồi anh nghĩ như thế nào về em là một người phụ nữ đã từng ly hôn? Anh thì cũng không đặt nặng vấn đề đó lắm. Tại vì không có ai muốn cả, đúng không? Dạ. Đôi khi do duyên số hoặc nó có một cái vấn đề đó không ở tới với ở nhau được thì chia tay. Dạ. Thì anh cũng thông cảm về góc độ đấy. Dạ em cảm ơn anh. Dạ vậy thì anh sẽ sắp xếp như thế nào cái thời gian để em và anh hẹn hò với nhau? Thời gian của anh thì anh làm tự do, ngày nào trong tuần đi cũng được. Chỉ cần ví dụ báo trước ngày này ngày kia mình gặp nhau là mình sắp xếp đi thôi. Dạ. Ý là được. Dạ, anh nghĩ em có ghen không ạ? Thì anh nghĩ thì chắc là phụ nữ thì ai cũng có, dù ít hay nhiều thôi. Dạ anh có muốn biết em ghen ít hay ghen nhiều không ạ? Có em. Dạ thì em sẽ tặng một bài thơ về ghen do em vừa sáng tác trong lúc em đợi ở hậu trường. Yeah. Ghen là gia vị của tình yêu, em không ăn ớt chỉ ăn tiêu. Em nay không thích nói nhiều nhưng em lại thích làm liều. Không ghen buổi sáng chỉ ghen buổi chiều. Ghen như dược sĩ cắt liều, ngày nào cũng cắt điều điều mới vui. Dạ hết ạ. Nhưng mà bây giờ em thấy bạn này thế nào? Bây giờ em hỏi bạn quá trời rồi, bây giờ em trả lời đi. Em thấy bạn này sao? Thấy anh hiền. Dạ. Hiền thiệt, anh dạ, hiền thiệt. Dạ, ừ. Dạ. Có sự chân thành trong đó, anh cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm và cũng muốn tìm một cái người để cùng anh đi hết cái đoạn đường còn lại của cuộc đời. Đó là những cái điểm em ghi nhận, điểm tốt của anh. Còn một cái tốt nữa mà em chưa chị ghi nhận là cái nhẫn nại. Chị thấy anh này là rất là nhẫn nại luôn á. Không, chị Vân, Hồng Vân nhận xét lại đúng. Nói chung mọi thứ là em chịu đựng cũng khá là ổn. Anh có phải là người nóng tính không ạ? Cái nào quá thì mình nóng, nhưng mà nóng quá thì một là tức không nói nữa, đi chỗ khác. Dạ, đấy là vậy... quá. Chứ còn ba cái vụ hành động đánh người hay đập đồ là không có nữa. À dạ, à, vậy hồi xưa cái mối tình của anh đó, lúc hai người mà cãi nhau trong lúc đang... Thời gian hỏi. Ừ, hỏi quá trời hỏi à. Bây giờ thế này nè, gặp ngày hôm nay có duyên rồi. Dạ. Chúng ta đi sâu vào nó luôn, vào cái chuyện tình cảm luôn. Thí dụ như được thì khoảng bao lâu em mới cho đàn trai bước tới? Dạ em nhanh nhất là trong năm nay, kế hoạch của em là như vậy. Kế hoạch trong năm nay? Dạ. Bây giờ nói chung nhà anh chị, gia đình anh chỉ có hai mẹ con thôi. Đó, thì bây giờ là em có làm dâu được không?
Ở gia đình em hiện tại thì cũng có hai mẹ con, em muốn chăm sóc má em. Em nói cho nó rõ ràng luôn đi, tức là em anh không có thích nếu như má em và mẹ của anh ở chung với nhau không à? Tại vì hiện tại mẹ chồng của chị hai em và má em là ở chung một nhà. Mẹ em hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em 75 tuổi anh Nguyễn. 75, mẹ em nhiêu rồi? 79 ạ. Được, hai người có thể làm bạn tri kỷ nhau được đó. Đất Di Linh rất là ôn hòa mà rộng nữa, khí hậu thì rất tốt cho anh người lớn tuổi. Di Linh thậm chí anh còn muốn chuyển gì Di Linh nữa, đừng nói chi em. Dạ. Đất rộng em chủ yếu là trồng cà phê thôi. Thật sự cũng đến với nhau, thật sự cũng chăm sóc nhau, thì anh nghĩ cái điều quan trọng nhất là hướng về Di Linh vẫn hay hơn, anh nghĩ như thế. Còn tự hai người lớn rồi, chúng ta có quyền quyết định điều đó. Thôi bây giờ chúng ta hết thời gian, mình để tay vào nút bấm thôi các bạn. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm, không bấm nút vì bất cứ điều gì cả. Chương trình đã tạo chúng ta một cái duyên, còn nợ hay không là do các bạn quyết định. Nào, quyết định cả lý trí và trái tim của mình. Mời Hồng Vân. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm nút. Trời, cái ca này hơi bị bất ngờ đó nha. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau mạnh mẽ lên nào. Anh nghĩ rằng là hai bạn cũng lớn rồi. Anh rất quý cái tính tình của cái bạn trai này. Bạn này như vậy thì phải có một cái người phụ nữ giống như bạn này. Tức là hai người sẽ hỗ trợ cho nhau để tạo nên một gia đình nhỏ. Hãy quan tâm chăm sóc với nhau, mặc dù đường xá xa xôi, nhưng tình yêu thì nó không có khoảng cách nào cả. Hãy yêu bằng cả trái tim của mình, hãy quyết định bằng lý trí để chúng ta có thể di chuyển về Trà Vinh hay là Di Linh. Bây giờ trên sóng truyền hình thì gia đình hai bên đang xem đó. Yeah. Mình hãy nói gì với gia đình đi. Hai bà mẹ đang xem đó. Hôm nay hai đứa cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu có duyên thì hai đứa đến với nhau suốt đời. Dạ, con xin chào mẹ của anh Tiến và chào má ở nhà. Chương trình cộng với sự cộng hưởng của chị Hồng Vân và anh Nguyễn Linh đã tìm được một cái bạn nam mà con mong muốn có thể đi đến hôn nhân. Mình chị Thái Hường nha. Toàn cái tay qua, hung lên má đàng hoàng, hung lên mắt cũng được. Đó, không phải là như thế nha. Nụ hôn ngọt ngào như mứt mãng cầu và mứt dâu. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màn lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hy vọng là hai cái mức này nó sẽ trộn lẫn thành. Nó quẹo lại đó, nó quẹo, nó quéo lại với nhau. Rồi, trước hai em là thuốc nha. Rồi, em đi đi, đi nay nè. Tôi với ông ấy làm như là làm cái chương trình này mình nhiều mỏng lọc quá, thiệt luôn. Bữa nay ăn mứt ngon lắm luôn. Ăn mứt, rồi ăn kẹo dừa. Đúng rồi. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã thấy hai cặp đôi họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Chúng tôi mong rằng họ sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và những subscribe quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngang ngừa rụng tóc đã đồng hành với chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, từ nhỏ lớn thì em chưa có mối tình nào ạ. Chưa có luôn hả? Dạ đúng rồi. Thiệt luôn á. Lý do sao vậy em? Lý do là tại vì cái nghề nghiệp lại với lại cái quá trình học hành, học tập của em á thì có ít bạn nữ lắm. Thì Hồng Vân chỉ ngạc nhiên. Dạ, 32 tuổi mà chưa có mối tình nào chưa hết. Chưa có mối tình là luôn hả? Dạ đúng ạ. Giữ gìn tới mức đó luôn á hả? em có thích con gái không? Em có thích con gái luôn. Dạ thích chứ. Em không có yêu cầu nhiều. Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 52. Khoảng 53 trở lên. Này hơn. Này đạt, này đạt. Đạt luôn. Này đạt. Dạ không dễ. Không phải, ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60-65 thôi. Tại có vì luôn. Lỡ em còn đi guốc nữa thì là bằng. Cho em đi guốc. Yeah. Bây giờ đàn ông cũng có giày đồ mà. Em muốn đàn ông là phải biết cân bằng giữa công việc và tình yêu. Có quan tâm không? Có, giờ nó không nói được rồi. Đúng rồi, phải có. Dạ. Quý vị đón xem vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.